Mẹ kể chuyện cho con nghe đi ạ. Các bạn con trước khi đi ngủ đều được ba mẹ kể chuyện cho nghe hết. Được rồi, mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện về một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp nhé. Xưa kia ở vương quốc nọ có một vị vua và hoàng hậu. Kết hôn đã lâu mà mãi chưa có mụn con nào. Ngày nào họ cũng cầu nguyện, nhưng ước hoài mà điều ước vẫn chưa trở thành hiện thực. Cho đến một ngày, khi hoàng hậu đang ngồi bên bờ sông thì có một con ếch dưới nước nhảy lên bờ nói với bà: điều bà mong ước bấy lâu sẽ thành sự thật. Hết năm nay bà sẽ sinh con gái. Quả nhiên cuối năm đó hoàng hậu hạ sinh được một nàng công chúa. Nhà vua mừng lắm, liền mở hội lớn ăn mừng. Ngài cho mời tất cả bà con, họ hàng, bạn bè thân thuộc và cả các bà mụ đến dùng tiệc. Trong nước bấy giờ có 13 bà mụ, nhưng nhà vua chỉ mời đến 12 bà. Lúc tiệc sắp tàn, các bà mụ đến niệm chú chúc mừng công chúa. Ai nấy đều cầu cho công chúa những điều tốt đẹp nhất, bao gồm đức hạnh, sắc đẹp, giàu sang, phú quý. Bà mụ thứ 11 vừa dứt lời thì bỗng bà mụ thứ 13 xuất hiện. Hừ, các người dám không mời ta đến dự tiệc ư? Ừ, được rồi, ta cầu cho công chúa đến năm 15 tuổi sẽ bị muỗi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết. Trời ơi, công chúa! Đừng lo, vẫn còn một lời cầu chúc của ta. Tuy ta không giải được lời chú độc địa kia, nhưng vẫn có thể giảm nhẹ. Công chúa sẽ không chết mà chỉ ngủ một giấc dài trăm năm. Sau khi công chúa chìm vào giấc ngủ, cả lâu đài này cũng sẽ ngủ theo. Chỉ khi nào có một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú đến tìm công chúa và đặt lên môi nàng một nụ hôn, thì nàng và cả lâu đài sẽ bừng tỉnh. Nhà vua và hoàng hậu muốn tránh cho con gái mình khỏi bị nạn, nên ra lệnh cấm kéo sợi trong cả nước. Thấm thoát đã 15 năm trôi qua, tất cả những lời chúc của các bà mụ dành cho công chúa đều trở thành sự thật. Khi giờ đây, nàng đã là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đức hạnh, thùy mị, thông minh và ai nấy đều yêu quý. Hôm ấy, nhà vua và hoàng hậu đi vắng, công chúa một mình ở lại trong cung. Nàng đi lang thang khắp cung điện, rồi cuối cùng tới một chiếc cầu thang xoáy. Nàng bước lên từng bậc thang, rồi dừng chân trước một căn phòng nhỏ. Cháu chào bà đang làm gì vậy? Bà đang kéo sợi. Khi công chúa đưa tay vào xa kéo sợi thì lời chú của bà mụ thứ 13 hiệu nghiệm. Nàng bị muỗi quay đâm vào tay và ngay lập tức nàng ngã xuống. Đúng lúc này lời chú của bà mụ thứ 12 cũng phát huy công lực. Ngay lúc nàng ngã xuống thì một chiếc giường biến ra đỡ lấy nàng. Công chúa bắt đầu thiếp đi. Và kỳ lạ thay, tất cả những người sinh sống trong lâu đài, từ nhà vua, hoàng hậu, quân lính cho đến những con vật cũng gục xuống ngủ. Tòa lâu đài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dài trăm năm. Quanh lâu đài, bụi hồng gai mọc mỗi ngày một rậm, chẳng mấy chốc phủ kín cả lâu đài. Chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Từ đó nhân dân truyền tụng lại là có một bông hồng xinh đẹp đang ngủ triền miên. Người ta gọi là công chúa Hoa Hồng. Năm tháng cứ thế trôi qua. Một ngày kia có một hoàng tử khôi ngô tuấn tú tới nước này. Này chàng trai, cậu có biết sau bụi gai kia có một tòa lâu đài, ở trong đó có một nàng công chúa Hồng Hoa đã ngủ được 100 năm. Vậy ư? Thế thì cháu sẽ vào trong đó cho bằng được. Ấy, đừng, rất nhiều hoàng tử đã tìm cách chui qua bụi hồng gai nhưng đều mắc lại ở đó. Cậu không sợ sao? Cháu không sợ đâu ạ. Mặc cho ông lão hết sức can ngăn, nhưng hoàng tử không nghe, vẫn quyết tâm đến bằng được tòa lâu đài để gặp công chúa. Nhưng kỳ lạ thay, khi hoàng tử bước đến gần bụi gai bỗng biến thành những bông hồng tươi thắm như đón chào chàng và dẫn lối mở đường cho chàng bước đi. Rồi chàng cũng vào được bên trong tòa lâu đài. Hoàng tử lần lượt đi qua những căn phòng, nơi tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ say. Cuối cùng chàng cũng đến được căn phòng mà công chúa Hồng Hoa đang ngủ. Nàng nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Hoàng tử say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của công chúa, rồi khẽ cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Ôi, nàng công chúa xinh đẹp của ta, nàng đã tỉnh lại rồi. Em đợi chàng đã 100 năm nay rồi. Cả lâu đài như bừng tỉnh giấc sau cơn mê dài 100 năm. Mọi hoạt động lại diễn ra giống như 100 năm trước. Nhà vua và hoàng hậu vui mừng khôn xiết khi thấy chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đang nắm tay con gái mình tiến về phía cung điện. Và rồi lễ cưới của hoàng tử và công chúa được tổ chức linh đình dưới sự chứng kiến và chúc phúc của toàn thể nhân dân. Từ đó hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Câu chuyện hay quá mẹ. Ngày mai đến lớp con sẽ kể cho các bạn cùng nghe. Giờ thì đi ngủ được rồi chứ? Dạ. Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi mà hãy bình tĩnh tiếp nhận nó. Bởi biết đâu sau bão táp lại là mùa xuân. Nhãn hàng Inochi hân hạnh đồng hành cùng Miền Cổ Tích.